bạo động làm ít nhất 14 bốn người bị thiệt mạng ở bát đát tin từ bát đát bạo động tại a đã làm ít nhất 14 bốn người bị thiệt mạng và năm mươi người khác bị thương Giới chức cho biết là 4 xe bom nổ và pháo kích bằng súng cối ngày hôm qua đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad, chưa có ai nhận trách nhiệm trong những cuộc tấn công này. Bạo động đã leo thang tại Iraq trong năm qua, căng thẳng lên cao kể từ khi các phần tử tranh đấu có liên hệ đến Al Qaeda và những phần tử khác chiếm thành phố Fallujah tại tỉnh Anbar, khai thác sự bất mãn trong số người Sunni thiểu số về những hành động của chính phủ do người Shia lãnh đạo. Tòa Bạch Ốc cho biết là Phó Tổng thống Joe Biden ngày thứ Bảy đã nói chuyện với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki để nhấn mạnh đến sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố quốc gia Hồi giáo Iraq và Levant tại tỉnh Anbar. Một thông cáo nói, hai nhà lãnh đạo đồng ý về tầm quan trọng của việc Iraq tiếp tục tiếp xúc với những nhà lãnh đạo địa phương và bộ tộc trong khu vực này.